chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp y học tuần này với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ. Xin chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Khoa. Dạ, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình. Chúng ta đang có chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp thì xin vui lòng để lại những bình luận, những câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ Đỗ Văn Hội, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc đó để có thể chăm sóc bản thân tốt hơn cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Chủ đề ngày hôm nay nói về vi khuẩn E. coli, là một dạng vi khuẩn đường ruột rất là phổ biến và cũng rất là tai hại. Với những cái dịch E. coli gần đây xảy ra bùng phát ở nơi này nơi nọ, và mỗi một lần bùng phát như vậy gây ra những cái hậu quả khôn lường, thì chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu về loại vi khuẩn này với bác sĩ Hội hôm nay. Tất cả những thắc mắc xin quý vị vui lòng gửi ngay vào phần bình luận. Mình có nửa tiếng trên chương trình livestream nha quý vị, thành ra những câu hỏi gửi trước chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời trước. Thưa bác sĩ Hội, xin giới thiệu về vi khuẩn E. coli. Mình nghe nói về nhiễm khuẩn E. coli, nhưng mà xin tìm hiểu trước cái vi khuẩn này là vi khuẩn gì, tìm thấy ở đâu và nó lây nhiễm qua con người qua những cái đường như thế nào. Xin bác sĩ vui lòng cho Trà My cùng quý khán thính giả cùng tìm hiểu. Vâng, thưa quý tất cả quý vị khán thính giả, vi khuẩn có cái tên là Escherichia coli, viết tắt là E. coli, và chúng ta đọc tiếng Anh là E. coli, là vi phẩm đường, là một cái vi khuẩn đường ruột của con người, đồng thời cũng có thấy ở trong trong ruột của một số động vật, nhất là thú trong nhà, thú nuôi trong nhà cũng như ở bên ngoài. Có nhiều loại E. coli không có hại mà còn giúp cho cái đường ruột của con người, nhưng mà cũng có những cái E. coli nó có thể gây bệnh nhiễm trùng đường ruột, gây ra bệnh tiêu chảy cũng như là một số các bệnh khác. Đó, thưa tất cả quý vị. Vâng, thưa bác sĩ, là vi khuẩn đường ruột thì cái cách nào mà vi khuẩn này có thể xâm nhập vào đường ruột của mình thưa bác sĩ? Chúng ta biết là khi chúng ta là đây là vi khuẩn của đường ruột, do đó là chúng ta thấy rằng là có thể có cái nhiễm khuẩn từ nước uống cũng như là thức ăn mà có bị nhiễm khuẩn. Thí dụ như là thịt xay này, thịt xay sống đó, chúng ta không nấu kỹ này, sữa không được khử trùng, hoặc là rau sống hoặc là trái cây không được rửa sạch, những cái thức ăn nước uống khác, nguồn nước không được sạch, có nhiều nước cũng như nhiều nơi vùng thiếu nước sạch và phải lấy những cái nước nó không có được khử trùng, hoặc là từ những người bệnh thì phân của họ đó nó thải ra ngoài mà không được, mà nó thải ra ngoài công cộng có thể là gây bệnh, và cũng như là các cái động vật đó, nuôi ở trong nhà hoặc là động vật ở ngoài đường, ngay cả những động vật mà chúng ta thấy ở trong sở thú đó, cũng có thể là lây bệnh đó. Và cái E. coli đó nó còn có thể ngoài cái bệnh đường ruột mà nó có thể gây ra bệnh đường tiết niệu, tức là viêm tiết niệu cũng như là viêm phổi nữa. Đó, có một cái loại E. coli mà độc khác đó, người ta nó gây ra một cái độc tố nó kêu là Shiga. Shiga là chữ S-H-I rồi G-E, tức là Shiga là gây ra đường tiêu chảy rất là nặng, mà ta được viết tắt là S-T-E-C. Thì thôi thì quý vị biết đại khái như vậy, nhưng mà đó là một loại rất là độc, nó tiết ra những cái độc tố và có thể gây ra bệnh rất là nặng. Vâng, bác sĩ vừa nói các nguồn gây bệnh thì mình thấy là nó có ở trong những cái loại nước uống, những cái loại rau củ quả, những cái loại thịt sống, tức là từ nguồn thức ăn, thực phẩm. Dạ, nhưng mà cái đường lây truyền chính của cái loại vi khuẩn này thưa bác sĩ, nếu như một người bị cái vi khuẩn này có lây qua người khác hay không, hoặc là một động vật nuôi trong nhà mà có cái vi khuẩn này nó lây qua con người hay không, và lây bằng cách nào? Thì cái vấn đề lây đó, nó là do mình ăn, mình đưa qua cái cửa miệng của chúng ta đi vào đường ruột. Do đó khi chúng ta uống nước này, hoặc là ăn những cái thức ăn này, hoặc là bất cứ những cái gì, hoặc là bụi bặm á, nó có cái nhiễm cái vi trùng và cái vi khuẩn E. coli, mà do những cái nguồn là lúc nãy chúng ta vừa nói đó, mà chúng ta ăn vào miệng, nuốt vào trong bao tử rồi đi xuống đường ruột, thì nó gây ra bệnh nhiễm trùng.
cái đó, chứ không phải là như là có những cái bệnh khác là tiêm chích hoặc là đường máu, mà đây kêu là đường ruột, đường miệng, đường tiêu hóa. Nhưng mà một bệnh nhân bị mắc cái vi khuẩn này, nếu mà họ uống ly nước và một người khỏe mạnh uống cùng ly nước đó, hoặc dùng chung đũa muỗng chén dĩa với người đang bị nhiễm khuẩn E. coli thì có bị lây hay không ạ? À, tôi không được nghe rõ, xin hỏi lại cái câu hỏi nha. Cái Dạ đó nó vâng, không nghe rõ mình lắm. đang nói về các đường lây truyền đó thưa bác sĩ, thì xin lặp lại câu hỏi là nếu như một bệnh nhân đang bị nhiễm khuẩn E. coli và cái người khỏe mạnh uống cùng, dùng cùng ly chén muỗng đĩa, hoặc là dùng cùng khăn lau mặt, hoặc là dùng cùng những cái vật dụng cá nhân với cái người bệnh đó thì có bị lây hay không? Cũng có thể lây, bởi vì cái người bệnh đó, cái tay của họ đó, tay của họ nhiễm trùng, tay của họ khi đi tiêu, rồi tay của họ sờ mó vào những cái vật mà nhất là những cái tiết mà thải ra ngoài đó là có nhiễm vi khuẩn, thì cái tay người ta đó, đó là sẽ thí dụ mình bắt tay cái người đó, mình cũng có thể mình nhiễm cái vi trùng qua tay mình, rồi mình cầm thức ăn mình bỏ trong miệng mình ăn, đó cũng là một hình thức. Hoặc là nó vào trong cái nước ly, cái ly cũng có thể nó có dính cái vi khuẩn đó, thì khi chúng ta đưa vào miệng chúng ta uống á, nó có thể truyền. Nó nói chung truyền bằng tất cả những gì đưa qua cái đường miệng của chúng ta, thức ăn, nước uống, những ly, hoặc là kể những cái trẻ em đó, là cái bình sữa đó, cái bình sữa cũng vậy, khi mà đút cho vào miệng đó, mà cái núm vú đó là cũng bị nhiễm trùng, thì trẻ em cũng vẫn bị nhiễm trùng E. coli đó, thưa cô. Nhưng mà thí dụ như một trẻ đang bị nhiễm E. coli và có thể là trẻ đó vừa uống ly nước đó và một trẻ khỏe mạnh uống chung, hoặc là ăn chung một cái tô cơm, hoặc là dùng chung một cái đũa hoặc cái muỗng chung đó, thì có lây như vậy không ạ? Đó nghĩa là làm thế nào mà nếu mà cái vi trùng đó nó nhiễm vào cái thức ăn hoặc nước uống đó, rồi những đồ dùng đó, rồi chúng ta lại đưa, tức là nó có thể làm nhiễm trùng cái thứ khác, rồi cái thứ khác này chúng ta đưa vào trong miệng của chúng ta, đều đều có thể bị cả. Thì do đó là chúng ta rất là cẩn thận, là khi mà những cái người mà chăm sóc trẻ em, những cái trẻ em mà nhỏ đó mà mang tã chẳng hạn, rồi bị cái bệnh E. coli, thì cái tã đó đó cũng có thể là có nhiễm vi khuẩn, và tay của cái người nuôi bệnh đó cũng có thể đưa vào trong miệng, và chúng ta có thể nhiễm trùng E. coli. Do đó tất cả những cái gì có thể đưa vào đường miệng của chúng ta và nó đi xuống dưới cái bộ tiêu hóa, chúng ta có thể bị, nghĩa là nói chung từ những cái nơi cái bị nhiễm chưa nhiễm khuẩn của cái người bệnh, chúng ta đưa vào miệng của chúng ta. Vâng, xin hỏi bác sĩ là làm thế nào là mình biết được là mình bị nhiễm E. coli, những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng ra sao thưa bác sĩ? Thường thường đó là khi chúng ta bị nhiễm trùng đường ruột mà do E. coli đó, thì giống như là những cái bệnh nhiễm trùng khác, hoặc là những cái bệnh đi tiêu chảy khác, thì cũng khó mà phân biệt được. Tuy nhiên nó có những cái triệu chứng chung đó là như thế này, là đau bụng quặn, quặn đau rất là quặn, tiêu chảy và phân có thể là có máu, rồi mệt mỏi, ói mửa, rồi hôn mê, đấy là nặng rồi đó, thì giật kinh phong và có thể suy thận là người lớn. Thì đấy là những cái triệu chứng, nhưng mà muốn biết đó là E. coli hay không đó, thì đương nhiên là chúng ta bác sĩ là phải lấy cái phân đi thử, đưa đi thử thì sẽ tìm thấy cái E. coli. Tuy nhiên chúng ta nhiều khi chữa bệnh chỉ cần vào những cái triệu chứng mà thôi, để chúng ta chứ không kịp nhiều khi chờ cái thử nghiệm đó, mà xét nghiệm về E. coli thì nó mất thì giờ và chúng ta cần phải điều trị liền đó. Thưa bác sĩ, nhiễm khuẩn E. coli có thường gặp hay không? Tại vì bác sĩ nói là nó cũng có trong nguồn nước, trong thức ăn, rau, củ quả. Thì có thường gặp hay không? Hay là lâu lâu có đợt dịch bùng phát một lần? Cái này nó cũng tùy theo vào những cái nước, cái quốc gia đó. Những cái nước quốc gia mà người ta có những cái hệ thống vệ sinh thực phẩm rất là kỹ, hoặc là cái nền y tế cao, thì cái này nó cũng khó. Nó cũng khó mà phát sinh ra. Tuy nhiên đấy, ở những cái nước mà phải nói là về y tế nó kém, hoặc là cái vệ sinh kém, nhất là về nước đó, nước sạch đó là kém, thì nó, và ngay ở nước Mỹ này cũng có thể bị. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có những người di dân, mà những người di dân đó là từ những cái quốc gia nhược tiểu đã có bị nhiễm trùng ở trong người, chẳng những E. coli mà còn nhiều cái vi khuẩn khác,
thì có thể thì cũng có sinh ra những cái dịch mà do những cái người di dân, hoặc là chúng ta đi 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 qua đi du lịch ở các cái nước khác mà nơi đó đó xin lỗi quý vị, nơi đó đã có những cái dịch hoặc là các cái vi trùng và nhiễm đó chúng ta có thể mang về. Do đó đó là tôi thấy là ở các cái thị trường rất là kỹ, mà khi đi từ các quốc gia khác về đó thì những cái thức ăn, những cái rau sống, quả trái cây thì người ta cấm tuyệt đối không cho mang vào, bởi vì nó có thể mang nhiều cái mầm bệnh khác nữa đó thưa quý vị. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Những yếu tố nào làm tăng cái nguy cơ bị nhiễm khuẩn E. coli, thưa bác sĩ? Những cái yếu tố đó là trước hết là những trẻ em nhỏ, nhất là những trẻ sơ sinh và những trẻ em, bởi vì trẻ em nó cũng không có biết vệ sinh, nó cũng dễ ăn uống bốc bạ cái gì, hoặc là ngồi xuống dưới sàn rồi có thể là nhiễm khuẩn. Rồi những người già, những người đang yếu đau cũng dễ mắc bệnh, bởi vì khi mà chúng ta đôi khi có nhiễm khuẩn nhưng mà cái đề kháng của chúng ta tốt thì nó cũng tránh được chúng ta khỏi bị nhiễm trùng. Hoặc là những cái vùng đó mà nước không được sạch, như nãy tôi nói đó, là những vùng nước không được sạch ở các quốc gia nhược tiểu, hoặc là những cái nước mà cái vệ sinh về thực phẩm là yếu kém, nó kiểm dịch rất là kém, do đó, đó là để phát sinh ra những cái bệnh E. coli và đồng thời nó lan truyền rất là nhanh. Vâng, thưa bác sĩ, có một cái câu hỏi như thế này là một trẻ vì nó còn nhỏ nên nó không có diễn tả được hết cái bệnh của mình, nhưng mà cảm thấy là bụng ăn vô đầy hơi khó chịu không tiêu, cứ đau bụng và có biểu hiện nôn mửa và cũng như là đi tiêu chảy kéo dài khoảng 2-3 ngày và cứ không muốn ăn nữa, tại vì mỗi lần ăn vô thấy rất là khó chịu. Đó có phải là triệu chứng hoặc là dấu hiệu của nhiễm khuẩn E. coli hay không? Như lúc nãy tôi nói đó, là cái bệnh mà tiêu chảy E. coli nó có thể tương tự với mấy cái bệnh tiêu chảy khác, đôi khi nó không phải là do E. coli mà có thể do những cái vi khuẩn khác hoặc là ký sinh trùng, thì do đó đó chúng ta khó mà nói được nếu chúng ta không có thử phân. Tuy nhiên có những triệu chứng như vậy thì thường thường là các bác sĩ điều trị theo cái cách thức là dùng, lát chúng ta sẽ nói là dùng trụ sinh để mà điều trị, chúng ta không có thể chờ đợi đến khi mà có cái thử nghiệm là E. coli hay không. Chúng ta thường thường chúng ta có những cái, dùng những cái kháng sinh đó nó giống nhau. Sĩ, mình đang nói về E. coli và mình sẽ chuyển qua cái phần là hỏi đáp với lại quý khán thính giả lúc này. Quý vị có câu hỏi nào xin vui lòng gửi ngay, chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp. Mình sẽ trở lại với E. coli với phần phòng và trị bệnh như thế nào. Và ngay bây giờ là câu hỏi đầu tiên của Mỹ Hạnh, cho hỏi xuất huyết buồng trứng có nguy hiểm hay không, nguyên nhân để có thể phòng ngừa, thưa bác sĩ. Cái buồng trứng đó mà xuất huyết, chúng ta cái này là nó không được rõ ràng. Tuy nhiên ý có nói là mình xuất huyết ở buồng trứng thì có thể là cái bướu hoặc là bất cứ một cái gì nó xảy ra buồng trứng rồi nó chảy máu, mà cái chảy máu như vậy rất nguy hiểm, bởi vì chảy máu nội tạng bên trong thì đó nhiều khi đó là nếu chúng ta không biết chúng ta không cầm được, đấy là xuất huyết buồng trứng. Thường thì những cái bướu bướu lớn, và khi có bướu thì đương nhiên phải đi khám bệnh thì bác sĩ sẽ tìm ra làm ultrasound có thể biết được. Để đến xuất huyết thì cái nhiều nguyên nhân chúng ta cũng không có thể nói được là do nguyên nhân nào, nhưng mà nó có những cái trường hợp mà xuất huyết của cái kêu là cái ống dẫn trứng đó, thì đấy những cái điều đó là có thể là bị thai ngoài ngoài tử cung vân vân, thì những cái điều mà nói chung xuất huyết ở bên trong nội tạng nó cũng rất là nguy hiểm. Thưa bác sĩ, nói về E. coli thì lúc nãy bác sĩ có nói là cái triệu chứng nó cũng tương tự như các loại bệnh về đường ruột khác như là bị tiêu chảy kéo dài, nôn mửa. Như vậy đó, thì làm thế nào để mình biết là mình đang bị nhiễm E. coli, khi nào thì cần đi gặp bác sĩ để xác định là đây là một căn bệnh nặng chứ không phải là tiêu chảy thông thường? Khi nào Vì cần như gặp nãy bác tôi sĩ? nói đó là nó tương tự giống nhau, tuy nhiên khi mà chúng ta thấy đã có những cái triệu chứng thí dụ như thế này, chúng ta tiêu chảy mà kéo dài hơn cả tuần lễ, thông thường đó có những trường hợp E. coli đó là nếu cơ thể chúng ta khỏe thì có chừng khoảng trong vòng vài ngày hoặc một tuần thì có thể hết đó, nhưng mà nếu kéo dài lâu dài là thứ nhất đó, thứ hai là sốt cao, ta ói mửa nhiều và nhiều khi phân có máu. Đấy là những cái triệu chứng đó là chúng ta cần phải đi bác sĩ liền,
ta không thể để lâu, bởi vì khi lâu á, nó đi có những biến chứng, lát chúng ta sẽ nói đến biến chứng, nó có thể làm cho ảnh hưởng rất là tai hại, có thể là tử vong đó. Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì ngay những cái biểu hiện đầu tiên như là bị nôn mửa, bị tiêu chảy, bị đầy hơi, bị đau bụng vân vân thì nên xử trí như thế nào tại nhà, dù là biết đó là E. coli hay là chưa, thì mình có những biện pháp nào để đối phó thưa bác sĩ? Cái đó tùy theo những người lớn hay trẻ em. Nếu trẻ em đó thì chúng ta cũng cẩn thận, chúng ta có thể trẻ em mà khi mà có tiêu chảy mà có ói mửa thì nên đi bác sĩ liền. Còn người lớn đó, nếu chỉ có tiêu chảy không đó, không ói không mửa mà không có kêu là không không có fever, không có nhiệt độ đó, không có sốt đó, thì chúng ta có thể uống một số những cái thuốc ở ngoài thị trường bán tự do, ví dụ như là Pepto-Bismol hoặc là những cái thứ mà ta đề là tiêu chảy đó, thì chúng ta nên có thể thử trước. Nhưng mà nếu nó không hết á, trong vài ba ngày mà vẫn còn, nhất là đau quặn bụng đó, thì chúng ta phải cẩn thận và phải đi bác sĩ, bởi vì có thể nó không phải là E. coli mà nó có thể là do những cái chất ký sinh khác đó, ký sinh khác nó cũng thể làm tương tự như E. coli, do đó chúng ta cần phải đi khám bác sĩ và cho một cái loại chủ sinh đặc biệt để mà trị các cái thứ đó. Nếu mà ta dùng những cái thuốc ở trên quầy hàng tự do đó mà không hết, chúng ta nên đi khám bác sĩ. Nhưng mà trẻ em nếu mà có sốt, có tiêu chảy và ói mửa thì nên đi bác sĩ ngay, và đôi khi cần phải đi vào trong emergency, tức là đi vào trong cấp cứu đó. Thưa bác sĩ, bây giờ nói về cái phương pháp mà điều trị nhiễm khuẩn E. coli đó, sau khi những cái biện pháp mà mình đối phó với những triệu chứng tại nhà không có hiệu quả thì mình đi gặp bác sĩ, đi thăm khám và được điều trị để mà thoát khỏi cái vi khuẩn này, thì không biết là cái cách điều trị lâu dài như thế nào, thuốc men và can thiệp ra sao thưa bác sĩ? Tôi cũng nhắc lại một chút cái kêu là cái biến chứng đó, cái biến chứng tai hại là khi chúng ta đi tiêu chảy đó, chúng ta mất nước, và khi là mất nước đó thì nó làm cho ta sốt cao, và khi mất nước như vậy nó làm rối loạn về các cái chất kêu là các chất khoáng electrolyte, và nó có thể ảnh hưởng đến não, có thể làm suy thận và có thể làm chúng ta bị confusion, tức là chúng ta bị hôn mê, nếu mà nặng thì đến hôn mê và có thể chết, do đó cái đó rất là cẩn thận. Giờ nói về cái phương thức điều trị đó thì cũng may mắn là thế này, là có những trường hợp E. coli đó thì tự sẽ khỏi, nhưng do cái cơ thể, do cái miễn nhiễm của cái cơ thể có thể giúp trong vòng khoảng 1 tuần 2 tuần gì đó thì nó sẽ hết. Nhưng mà nếu nó kéo dài đó, nó là nặng đó, thì đương nhiên là phải đến bác sĩ điều trị. Bác sĩ sẽ cho thuốc kháng sinh và đương nhiên là ông sẽ lấy phân để cho đi thử có cái phải E. coli hay không, rồi dùng nhất là làm thế nào để chống kêu là chống mất nước, thì như vậy chúng ta cần phải uống nước cho nhiều. 7-Up cũng là cái tốt. 7-Up chúng ta đừng uống cốc những cái có caffeine, nhưng mà 7-Up người ta khuyên là hoặc là những cái nước mà nó có những muối khoáng, thí dụ như là Powerade vân vân, nhưng đừng uống ngọt quá. Và nói chung thì cần phải uống nước nhiều để cho nó bù đắp những cái nước nó bị mất đi, là do mình đi tiêu chảy, do mình ói mửa, thì cái điều đó là chúng ta cần phải giữ gìn làm thế nào đừng để mất nước. Rồi kiểm soát cái đi tiêu chảy thì có một những cái loại thuốc nó làm cho chúng ta bớt cái nhu động ruột, nó đẩy, nó làm quặn đau, thì có một số thuốc thì các bác sĩ sẽ cho. Và đương nhiên là cái thuốc kháng sinh là cái thuốc quan trọng để mà điều trị các cái nhiễm khuẩn vi khuẩn E. coli cũng như là các cái loại vi khuẩn khác. Vâng. Thưa bác sĩ, câu hỏi của Nguyễn Văn Sơn là uống thuốc bắc ngâm rượu lại bị nổi dị ứng đỏ, ngứa thì làm thế nào? Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thì đó là có thể là bị những cái độc tố đó. Ngâm rượu đó, người ta có thể ngâm bằng loại thảo mộc, hoặc là đôi khi ngâm bằng những cái loại con này con kia. Tôi thấy có những loại cắt kè hoặc nhiều khi cả rắn, thì đôi khi có thể là những độc tố, nó gây cho chúng ta phản ứng kêu reaction, allergic reaction, phản ứng về dị ứng. Thì thường thường đó là chúng ta có thể mua, thứ nhất là ngưng liền, không uống mấy thứ đó đó. Thứ hai là chúng ta mua những cái thuốc chống dị ứng ở bên ngoài, ví dụ như là Benadryl đó là cái thuốc mà, tức là cái loại thuốc mà nó làm cho chống cái dị ứng, thì nó kêu là antihistaminic, cái thuốc nó là cái loại như vậy, thì để chống dị ứng.
Mà nếu mà không hết á, thì phải đi bác sĩ cho thuốc mạnh hơn. Để tùy theo, nếu mà trường hợp ngộ độc á, thì là càng phải đi vào trong phòng cấp cứu để người ta có thể ta cấp cứu. Và đôi khi nó có trường hợp dị ứng rất là nặng, có thể làm cho suy thận đi đó, và có thể làm tử vong đó. Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của Khanh Nguyễn: Norovirus và rotavirus gây tiêu chảy có khác gì với vi khuẩn E. coli hay không? Thì đó là những cái, cũng là những cái loại, có đó là virus, nó khác với cái này là một loại vi khuẩn. Thì cái dấu hiệu đôi khi nó cũng giống nhau, nhưng mà cái những cái virus đó, người ta không có điều trị bằng bằng kháng sinh, mà người ta có thể điều trị bằng những cái cách mà giúp cho cơ thể mạnh lên đó, và chống những cái biến chứng, nghĩa là chống mất nước, vân vân, và giữ cho cơ thể khỏe thì cơ thể có thể sẽ hồi phục được. Nó khác với lại cái vi khuẩn là có điều trị bằng kháng sinh, còn virus thì kháng sinh không có tác dụng. Cảm ơn bác sĩ. Trở lại với lại E. coli, mình nãy bác sĩ có nói một trong những biến chứng đó là nguy hiểm là do mất nước. Những cái biến chứng nào cần lưu ý đối với vi khuẩn E. coli nữa thưa bác sĩ? Mất nước, và thứ hai sốt cao, và khi thấy người bệnh có vẻ như là nó phờ phạc đi, không có trả lời, hoặc là mắt lờ đờ đi đó, cái mắt lờ đờ, mắt không có tinh nhanh đó, thì có nghĩa là nó do mất nước, hoặc là nó do một cái confusion, nó ảnh hưởng đến thần kinh ở trên óc. Do đó chúng ta cần phải đi khám ngay lập tức, phải đi trị bệnh ngay lập tức, vì cái đó rất là nguy hiểm. Thì đó là những cái, và nếu có nó có triệu chứng nặng, nó là suy thận. Suy thận có nghĩa là mình không đi tiểu được nữa, nó không có tiểu, không có thoát ra được. Và như thế đó, là nó những cái chất độc nó nằm ở trong máu của chúng ta, và nó ảnh hưởng đến cái não, nó làm cho hôn mê. Thì đấy là những cái điều là chúng ta rất là cẩn thận là khi có những cái triệu chứng như vậy. Và chúng ta nghĩ đến là thứ nhất là ngoài cái nhiễm trùng đường ruột, thứ hai là nó có thể làm suy thận, và đôi khi có những trường hợp đó, nó lại làm kêu là viêm cái phổi của chúng ta nữa, là cũng nặng như vậy. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ thì với những cái biến chứng đó thì hiểu rõ là căn bệnh này nó rất là tai hại nếu lơ là. Xin bác sĩ lời khuyên của giới chuyên môn đối với việc phòng và trị bệnh khi mà nhiễm khuẩn E. coli thưa bác sĩ. Cái lời khuyên đó, cái này nó tính cách rất là rộng rãi, nó liên quan đến vấn đề vệ sinh, đến vấn đề mà đề phòng phòng dịch vân vân. Thì thường xuyên, cái điều quan trọng nhất là thường xuyên chúng ta rửa tay bằng xà phòng, vâng, lúc nào chúng ta cũng rửa tay bằng xà phòng và giữ gìn cái vệ sinh. Cái thứ nhất. Thứ hai đó là trước khi ăn chúng ta nên rửa tay. Có nhiều người là quên rửa tay, đôi khi tay mình đã có vi trùng rồi. Và chuẩn bị khi mà chúng ta làm các thức ăn đó, thì các bà nên rửa tay sạch, hoặc là sau khi đi cầu cũng phải rửa tay. Và các bà làm thức ăn thì nên đeo cái bao tay. Bao tay nó bán ngoài cũng rất là rẻ, nên chúng ta và thay liền, cái đó quan trọng lắm. Và sau khi mà chúng ta sờ vào những cái vật gì mà nghi là có nhiễm khuẩn đó, thì chúng ta cần phải rửa tay. Rồi những cái thức ăn mà thức ăn thường thường là thịt đó, thịt cá đó, là chúng ta cần phải nấu thật nóng, nấu đúng đó, thường thường là 160 độ F. Thì lúc đó nhất là thịt thịt xay đó, ta cần phải nấu nóng cho đến đủ độ. Và chúng ta khi uống sữa cũng vậy, uống sữa hoặc là các cái nước trái cây đó, thì cần phải được khử trùng bằng cái loại kêu là pasteurize. Nó khử trùng, nhất là sữa, sữa có thể bị nhiễm trùng dễ dàng. Và chúng ta cần là rửa sạch những đũa muỗng mà sau khi dùng rồi đó, hoặc là nấu bếp, hoặc là dao thớt sau khi dùng chúng ta cần phải rửa thật sạch. Chứ không là vì đó, nhất là thớt đó, chúng ta chặt thịt đó, thịt sống đó, thì nếu mà nhiễm khuẩn thì người ta còn nằm đó, nó dễ. Và khi chúng ta làm thức ăn khác thì nó làm nhiễm vi trùng. Rồi chúng ta không dùng chung đũa hoặc là muỗng bị nhiễm trùng rồi mà cho ta dùng, ta sẽ bị lây. Giữ gìn cái vệ sinh tủ lạnh. Lúc trước có nói về vấn đề mà ngộ độc thức ăn đó, thì cái tủ lạnh là cái nơi, cái nguồn mà lây bệnh rất là dễ dàng. Do đó chúng ta cần phải chú ý đến làm sạch, không có phải là lạnh là nó sẽ không có bị nhiễm trùng đâu. Và đặc biệt đó, là chúng ta không để những thức ăn còn sống, tức là chúng ta mới mua về rau sống hoặc là thịt sống để chung với thức ăn mà chúng ta đã nấu rồi, để chung nó có thể lây qua cái thức ăn chúng ta ăn, chúng ta bị nhiễm trùng. Rồi
ta không có, khi mà chúng ta đi tắm đó, đi tắm ở sông hoặc là ở hồ thì không có nuốt cái nước đó vì nước đó có thể nhiễm trùng. Rồi không có ăn những thức ăn chưa được nấu chín, nhất là những nơi có dịch như là mùa có dịch. Rồi cái quốc gia đó, những nhà lãnh đạo quốc gia về y tế đó cần phải kiểm soát vệ sinh thực phẩm rất là cẩn thận, và đặc biệt là khi có cái dịch. Và cái nguồn nước đó, phải cung cấp nguồn nước cho người dân là phải sạch. Đó, cái nguồn nước không bị nhiễm trùng. Nhiều khi quý vị thấy nó có chất cái mùi clo đó, cái mùi mùi clo ở trong trong nước uống đó, đó là cái mùi mà người ta có thể là diệt cái vi khuẩn, trong đó có vi khuẩn E. coli. Và chúng ta không quăng phân hoặc là những cái đồ mà có thể, những cái gì mà nó có thể bị nhiễm trùng ra ngoài nơi công cộng. Đó là những điều mà chúng ta cần, những cái căn bản chúng ta nên làm. Để thứ nhất là giữ gìn cho chúng ta, thứ hai là giữ gìn chung cho xã hội và cho quốc gia. Nhất là những cái người lãnh đạo ở quốc gia phải biết làm cái chuyện đó, rất là quan trọng, thưa quý vị. Vâng, thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nhắc tới cái là rửa tay trước khi ăn đó, thì cũng có nhiều người nói rằng là mình ăn mình dùng đũa hoặc là dùng muỗng, mình không có tiếp xúc trực tiếp cái bàn tay của mình vào thức ăn thì chắc không cũng không sao đâu. Quan niệm này như thế nào thưa bác sĩ? Cái điều đó, đó thật là không đúng, bởi vì cái tay của chúng ta là có thể chúng ta gãi miệng, chúng ta sờ lên mắt, chúng ta đủ thứ hết thì làm sao mà có thể tránh được. Đũa thì đũa, mà coi chừng đũa, vì đũa chúng ta đó là cũng là nơi nguồn lây bệnh. Vâng, khi tay của chúng ta giơ lên trên đũa, chúng ta đũa lại đưa vào trong thức ăn, chúng ta gắp chung. Ở đây là cái điều mà cần phải xét lại khi mà dùng thức ăn, dùng thức ăn mà bằng đũa, bởi nhất là khi có dịch đó, thì cái này rất là quan trọng, có thể là cái nguồn lây bệnh rất dễ dàng. Do đó người ta khuyên là không có dùng chung là như thế. Đũa, muỗng, tất cả mọi thứ, ly cũng vậy, bởi vì đó là cái nguồn lây bệnh. Rất khó, bởi vì cái văn hóa của chúng ta là văn hóa dùng đũa, nhưng mà chúng ta có nhiều người thì lại dùng đũa riêng để gắp, cũng là cái hay, một cái đôi đũa để gắp thức ăn cho qua cái chén của mình rồi ăn, chứ không dùng cái đũa của mình để mà gắp thức ăn. Thì tôi thấy cái văn hóa đó thì nên dùng, nên nên để mà tránh cái gây bệnh, là vì mình tránh những cái nguồn gây bệnh tiếp xúc với cái người lành, và cuối cùng chúng ta là bị nhiễm trùng đó, thưa quý vị. Câu hỏi của Hải Khoa không liên quan tới vi khuẩn nhưng mà liên quan tới thực phẩm. Ăn thịt bò nhiều có tăng nguy cơ bị ung thư hay không? Thì theo những cái điều mà chúng ta người ta mình nghiên cứu đó, đó thì chúng ta ăn thịt nhiều thì có tăng, thứ nhất là cái bệnh về về tim mạch các bạn, thứ hai là có tăng ung thư. Cũng như là chúng ta khi mà ăn thịt nhiều, cũng như là ăn thịt mà có mỡ đó, thì làm chúng ta béo phì, và béo phì cũng là một cái nguy cơ tăng ung thư theo những cái nghiên cứu mới nhất. Và cái điều đó chúng ta cẩn thận, làm thế nào chúng ta ăn thịt thì cũng ăn, nhưng mà không có nên ăn coi quá nhiều đi, mà người ta khuyên nên ăn thức ăn mà rau, rồi trái cây, ăn cá, đó thì đó là những cái điều mà rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Riêng thịt đó, thì cũng ăn nhưng mà chúng ta hạn chế. Trở lại với vi khuẩn E. coli, một trong những cái triệu chứng thường gặp nhất là tiêu chảy đó, thì thưa bác sĩ, đối với trẻ em là cực kỳ rất là khó, là vì trẻ em mà một khi bị bệnh không chỉ là tiêu chảy mà những bệnh khác nữa không có thuốc để mà uống. Ví dụ như người lớn tiêu chảy thì còn có Imodium, có một vài loại thuốc để mà giúp cầm lại, nhưng mà trẻ em thì lại không được. Thì đối với trẻ em thì với những cái triệu chứng đi chảy tiêu chảy như vậy mà nhất là kéo từ ngày này qua ngày khác 2-3 ngày, có cái biện pháp nào không thưa bác sĩ, thức ăn hay là có cái cách nào không để giúp các em có thể gọi là đỡ mệt mỏi đối phó với cái triệu chứng tiêu chảy thưa bác Thì sĩ? cái lúc mà có những triệu chứng tiêu chảy á, và bụng, nhất là bụng quặn, nó đau quặn, thường thường nó đau quặn lắm. E. coli nó làm cho cái bụng đau quặn đó thì phải bắt buộc phải đi khám bác sĩ thôi, chứ còn không có thể là chần chừ được. Tuy nhiên nếu nó nhẹ đó thì thứ nhất là chúng ta tránh, trong một thời gian ngắn chúng ta tránh sữa, bởi vì sữa là nó cũng rất là dễ gây cho chúng ta là tiếp tục mà nó. Nhưng mà chúng ta uống nước nhiều, cho những cái nước nước có những cái nước trái cây cũng tốt, nước thí dụ như là nước Apple, có những cái nước hoặc là cho nước Seven Up có thể được. Nghĩa là nói chung là cho các cháu này kia phải có nhiều nước mới được. Còn sữa đó thì chúng ta có, thường thường ta khuyên hạn chế trong vòng 1-2 ngày, bởi vì khi mà chúng ta bị E. coli hoặc là nhiễm trùng đường ruột đó, mà uống sữa đó thì ta càng thêm tiêu chảy thêm. Thì nhưng mà tuy nhiên thì quý vị cũng nên
thăm tham khảo bác sĩ gia đình cũng như là nhân viên y tế khi mà có những trường hợp như vậy. Không nên thử mà quá lâu rồi chờ đợi có thể ảnh hưởng đến sức sức khỏe của các cháu. Điều đó thì chúng ta cần chú ý hơn. Ở trong dân gian thì cũng có vài người khuyên là khi trẻ mà bị tiêu chảy thì cho uống nước muối, nước pha muối loãng hoặc là nước đường, không biết mấy cái phương pháp này, dạ, về mặt chuyên môn thì có khuyên hay không thưa bác sĩ? Ta tiêu chảy đó thì cái nguy hiểm đó là mất nước. Do đó người ta khuyên đó là uống những cái nước mà có một chút nó có chất muối ở trong đó, chứ không phải là lấy muối mà uống, nhưng mà nó chỉ một chút thôi vừa đủ, là vì mất nước thì là mất muối. Và có một chút đường, chút đường vì nó cũng thể giúp cho, vì đường nó làm cho cái kêu là những cái lưu thông vào trong máu đó, thì nhưng mà không có uống nhiều, cái đó quan trọng. Nói chung là electrolyte là những cái chất khoáng. Do đó đó thì có những cái loại họ bán đó, Pidilite đó, nó bán ở ngoài, trong đó nó có chất khoáng, thì đó là rất là tốt cho các cháu. Nó bán ở ngoài tự do, Pidilite hoặc là những cái chất kia là muối khoáng, cái nước pha muối khoáng để cho các cháu dùng khi mà bị tiêu chảy đó. Vâng, nước khoáng Còn thiên nhiên đó thưa bác sĩ. À, vâng. dạ. Câu hỏi của Nguyễn Văn Sơn, vì công việc mệt em hay uống những cái viên tổng hợp B1, B6, B12 rồi vitamin E. Uống thuốc này nhiều có ảnh hưởng sức khỏe hay không ạ? Tôi thấy thì uống bình thường không sao, vì uống đúng cái liều, không nên uống quá nhiều. Uống nhiều có nghĩa là cái liều nó quá cao đi một lúc đó, thì nó hại. Còn nếu bình thường đó, những cái liều bình thường mà người ta đã làm thành những cái viên đó thì tôi nghĩ là nó không có gì trở ngại cả. Và nếu mình ăn uống đầy đủ thì chúng ta cũng có được những cái chất và về vitamin, hoặc là trường hợp có những trường hợp mà chúng ta không có ăn uống đầy đủ những cái trái cây hoặc là rau sống, hoặc là những nguồn vitamin đó, thì chúng ta có thể uống những cái loại mà kêu là bổ sung được. Đinh Trí Thiện, có lần tôi ăn thực phẩm bị tiêu chảy đến sốt cao, đến bây giờ thì hay bị đau bụng nếu lỡ ăn thực phẩm không hợp vệ sinh. Vậy thì thưa có cách nào để phòng ngừa với cái triệu chứng của tôi như vậy không? Tôi thường thường dùng thuốc than hoạt tính mỗi khi đau bụng, khi ăn phải thực phẩm không tốt đó thì đau bụng thì tôi dùng than hoạt tính, như vậy có sao không thưa bác sĩ? Những cái trường hợp là có một số thức ăn chúng ta ăn vào nó có thể bị làm chúng ta đau bụng, hoặc là đôi khi nó tiêu chảy, đôi khi chúng ta nghe thấy nó cái nhu động ruột á, nó nghe rột 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 nó làm nó đau, thì chúng ta phải đi khám bác sĩ coi coi. Có thể thế này, có thể là nhiều khi đó có những cái loại vi khuẩn tốt đó, nó không còn ở trong cơ thể, nó không ở trong ruột. Vi khuẩn tốt nó làm cho cái tiêu hóa điều hòa, và chỉ có những vi khuẩn xấu mà thôi. Thì do đó cái này tôi cũng không thể nói được 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 ngay, và chúng ta có thể nói được đầy đủ hơn. Thì bây giờ đó là chúng ta quý vị phải đi đến khám bác sĩ để biết nhiều hơn. Với những người mà vì không còn những cái loại vi khuẩn đó đó thì có cách nào để cấy vào cho họ hoặc là làm cách nào để họ có được cái đề kháng cao hơn không? Nó có một cái số cái loại mà nó kêu là Bacillus đó, thì những cái loại mà cái vi khuẩn tốt là cái vi khuẩn mà cũng giúp cho người ta, thì có lẽ cái này quý vị phải đến bác sĩ, người ta sẽ hướng dẫn cho. Vâng, thì có những loại là probiotic chẳng hạn, cái là probiotic đó, probiotic thì có những cái loại về vi khuẩn tốt để nuôi cái vi khuẩn đó, nó làm cho tốt cho cơ thể của chúng ta. Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của Nguyễn Chính Thiện, bị ung thư có nên phẫu thuật và sử dụng phương pháp hóa trị hay không? Bị ung thư hả? Dạ. Có À, cần tùy dạ có nên phẫu thuật và hóa trị hay không? tùy theo những cái bệnh ung thư. Có những ung thư thì chúng ta khởi đầu bằng hóa trị hoặc là bằng xạ trị, mà nếu trường hợp cần phải cắt bỏ cái khối u đó thì người ta dùng phẫu phẫu thuật. Thì cái đó là tùy phải cái nhà chuyên môn, tức là bác sĩ sẽ chỉ định. Ở đó thì không nên chỉ hỏi người này hỏi người kia, mà đi đến bác sĩ gia đình thì sẽ giới thiệu đến đến cái chuyên môn để mà giải quyết. Do đó tôi không thể nói rằng là nên cái này hay nên cái kia, tùy theo cái ung thư. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thời gian không còn nữa. Xin quý vị thông cảm là vì chúng ta không có đủ thời gian để trả lời hết những câu hỏi ngày hôm nay. Xin mời quý vị vào tuần tới trở lại với chương trình để chúng ta tiếp tục theo dõi những chủ đề mới và đặt những câu hỏi của mình đối với bác sĩ để được giải đáp thường xuyên và trực tiếp nhé. Cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Trà My, và
Đài VOA. Dạ, xin mời quý vị đón theo dõi chương trình mỗi tối thứ năm với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Chúng tôi sẽ trở lại vào tuần tới với chủ đề mới. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt. Vâng, kính chào quý vị.